Sáng nay, Bảo tàng Đồng Nai phối hợp với Câu lạc bộ Sinh vật cảnh Trấn Biên đã tổ chức chương trình trao giải hội thi bonsai đẹp và giao lưu sinh vật cảnh Trấn Biên lần thứ 15 năm 2023. Theo đó có gần 100 gian hàng của gần 50 nhà vườn đến từ các tỉnh thành ở khu vực phía Nam tham gia giao lưu. Các nhà vườn mang đến hàng ngàn bonsai cây cảnh, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, dụng cụ chăm sóc cây cảnh vừa để trưng bày giao lưu vừa phục vụ nhu cầu mua sắm của khách tham quan. Có nhiều loại cây cảnh đẹp với kiểu dáng độc lạ và có giá trị cao được giới thiệu bày bán, phục vụ nhu cầu tham quan mua sắm của các tầng lớp nhân dân. Trong khuôn khổ hội thi bonsai đẹp, từ 50 tác phẩm bonsai ở 4 thể loại bonsai lớn, bonsai trung, bonsai nhỏ và bonsai mini, Ban tổ chức đã chọn và trao 16 giải hội thi bonsai đẹp cho các nghệ nhân nhà vườn có tác phẩm xuất sắc nhất ở mỗi thể loại. Hoạt động giao lưu sinh vật cảnh trấn biên diễn ra đến hết ngày 26 tháng 3.